Mới đây, mẫu SUV 7 chỗ Hyundai Ancora đã được bổ sung thêm phiên bản Prestige Executive tại thị trường Ấn Độ. Hyundai Ancora Prestige Executive được bán ra với mức giá khởi điểm từ 470 triệu rẻ ngang Toyota Vios Việt. Hyundai Ancora được xem là phiên bản kéo dài của mẫu SUV hạng trung Creator tại thị trường Ấn Độ. Ở phiên bản mới này, Hyundai Ancora tiếp tục cạnh tranh với đối thủ Toyota Fortuner. Do có giá bán khá rẻ nên Hyundai Ancora Prestige Executive bị cắt giảm một số trang bị và tiện ích so với các bản hiện hành. Hyundai Ancora Prestige Executive có hai tùy chọn về cấu hình chỗ ngồi là 6 chỗ và 7 chỗ. Các trang bị đáng chú ý trên Hyundai Ancora Prestige Executive có thể kể đến như hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch thay vì 10.25 inch, công nghệ kết nối bên trong xe, đèn pha LED, cửa sổ trời toàn cảnh hay hệ thống giám sát áp suất lốp. Một số tính năng bị cắt bỏ trên Hyundai Ancora Prestige Executive có thể kể đến như cảnh báo chống trộm, tính năng điều khiển bằng giọng nói hay tay nắm cửa mạ chrome tối màu. Điều này là nhằm để phù hợp với mức giá rẻ ngang Toyota Vios Việt của phiên bản này. Về hiệu năng, phiên bản mới của Hyundai Ancora vẫn tiếp tục sử dụng khối động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 2 lít, sản sinh công suất tối đa 159 mã lực tại 6.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 191 Nm tại 4.500 vòng trên phút. Đi cùng với đó là hộp số 6 cấp. Ở các phiên bản khác, đối thủ của Toyota Fortuner còn có thêm động cơ diesel tăng áp dung tích 1.5 lít, 4 xi lanh, sản sinh công suất 115 mã lực tại 4.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 250 Nm tại 1.500 vòng trên phút. Tùy chọn động cơ này cũng kết hợp với hộp số 6 cấp. Xe cộ.